Trong bối cảnh bất ổn của nền kinh tế thế giới thì nhiều chuyên gia đã cảnh báo về khả năng của một cuộc suy thoái tài chính mới sẽ xảy ra trong tương lai. Bên cạnh đó thì không ít ý kiến cũng tỏ ra đồng tình với quan điểm của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF trước những rủi ro từ chính sách nới lỏng tiền tệ hiện tại mà các ngân hàng trung ương đang triển khai. Thời gian qua đã có khá nhiều chỉ trích về tình trạng lãi suất âm, đặc biệt là các chiến lược của ngân hàng trung ương châu Âu ECB vẫn chưa thể giúp khu vực này thoát khỏi trạng thái tăng trưởng chậm. Theo nhận định của các chuyên gia, ngày càng có nhiều quan điểm từ cộng đồng quốc tế tỏ ra lo ngại về những rủi ro của chính sách tiền tệ siêu nới lỏng hiện tại, có thể sẽ càng tác động tiêu cực đến nền kinh tế. Nhiều ý kiến cho rằng có hai vấn đề bao gồm tình trạng nợ toàn cầu tăng cao và hoạt động nới lỏng tiền tệ là những yếu tố mà các nền kinh tế cần phải kiểm soát chặt chẽ hơn, sau cuộc khủng hoảng tài chính đã xảy ra cách đây gần 10 năm. Theo số liệu từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, nợ toàn cầu hiện đã lên đến 152.000 tỷ đô la, đánh dấu con số cao kỷ lục từ trước đến nay, đồng thời cũng tăng hơn gấp 2 lần so với số nợ vào thời điểm đầu thế kỷ 21. Nợ có xu hướng leo thang nhanh chóng kể từ năm 2015 và chiếm 225% GDP, tăng so với mức 200% GDP hồi năm 2002. Con số này cho thấy tốc độ cho vay đã tăng vượt bậc trong suốt khoảng thời gian này. Trước bối cảnh hiện tại, nhiều tổ chức tín dụng lên tiếng cảnh báo chính phủ các nước cần cân nhắc kỹ lưỡng về các khoản vay quá mức dành cho khối tư nhân. Thời gian qua, mức lãi suất thấp kéo dài đã được các ngân hàng trung ương sử dụng như một công cụ để vực dậy nền kinh tế sau khủng hoảng tài chính. Tuy nhiên, rất nhiều doanh nghiệp lại tận dụng cơ hội này để đẩy mạnh vay vốn. Chính diễn biến này đã tạo nên nhiều thách thức hơn với tình hình cân đối nợ tại các tổ chức tín dụng. Theo nhận định của IMF, sau thời gian triển khai hàng loạt biện pháp để hỗ trợ nền kinh tế, ngân hàng trung ương các nước đang không còn nhiều công cụ hiệu quả nữa. Những giải pháp tiền tệ tài chính tái cấu trúc được đưa ra cho đến thời điểm hiện nay vẫn chưa phát huy tác dụng một cách hiệu quả. Bên cạnh đó, IMF cũng cho rằng một trong những vấn đề lớn nhất trong hệ thống ngân hàng hiện nay đó là tình trạng nợ của khối tư nhân, vốn không chỉ đe dọa các quốc gia phát triển mà còn ở cả những nền kinh tế mới nổi như Brazil và Trung Quốc mặc dù nợ của chính phủ các nước chỉ chiếm khoảng 1 phần 3 nợ toàn cầu. Tuy nhiên, theo báo cáo của IMF, tình hình tài chính của nhiều quốc gia lại đang trở nên căng thẳng hơn kể từ sau khủng hoảng tài chính. Tổ chức này chỉ ra rằng vai trò quan trọng của các công cụ tài chính là tạo ra một môi trường ổn định cho sự tăng trưởng của nền kinh tế và cân đối nợ ở mức an toàn. Vì vậy, một cuộc suy thoái tài chính khó có thể xảy ra nếu tình hình vay mượn được kiểm soát chặt chẽ hơn imf đánh giá châu âu là một ví dụ về xu hướng mất cân bằng trong hệ thống ngân hàng với tình trạng nợ thiếu kiểm soát ngoài ra trung quốc cũng được nhận định là quốc gia đang phải đối mặt với rủi ro lớn về vấn đề nợ leo thang ở khối doanh nghiệp imf kỳ vọng các quốc gia sẽ sớm có những biện pháp thích hợp và tăng cường hơn nữa những vai trò của mình trong việc đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng toàn cầu giữa bối cảnh mà các chính sách tiền tệ đang không còn mang lại nhiều hiệu quả cho sự phát triển của nền kinh tế